gì ngộ vậy anh Reka? Cái này gọi là cái giá kế. Cái gì? Cái giá kế nó dùng để đo góc trên mặt đất. Cậu nhìn thấy mặt đĩa chế độ này không? Có, còn cái thanh bên trên? Đó là cái thanh quay, trên này có hai cái khe hở dùng để nhắm. Vậy đo bằng cách nào? Cậu có nhìn thấy cái cột cờ đằng kia không? Có. Cột cờ đằng kia nữa? Thấy rồi. Bây giờ ta sẽ đo góc tạo bởi hai cột cờ đó so với góc là chỗ chúng ta đang đứng đây. Giả sử gọi cột cờ kia là A, cột cờ nọ là B và góc chúng ta đang đứng là C. Chúng ta sẽ đo góc ABC. Trước hết, tớ sẽ quay thanh quay về vạch số 0 trên thước. Bây giờ, tớ sẽ xoay mặt đĩa này sao cho tớ nhìn thấy cột cờ A qua hai khe hở. Tiếp đến, tớ giữ yên mặt đĩa và xoay thanh quay sao cho tớ nhìn thấy cột cờ B qua hai khe hở. Bây giờ, cậu nhìn xem, thanh quay trở về vạch số bao nhiêu? 120 độ. À, vậy là góc cần đo là 120 độ. Đúng vậy. Hoan hô, hay quá.